Xin chào các bạn, mình là Đoàn Nam Dung. Thì hôm nay mình gặp một sự việc là chuyển nhầm tiền. Thì mình lần đầu tiên mình gặp cái trường hợp như này. Thì mình có quay cái video này lại. Thứ nhất là để mình làm bằng chứng cho mình, và thứ hai là mình để chia sẻ kinh nghiệm cho anh em nếu tránh những cái trường hợp bị lừa. Bởi vì hiện nay là cái thủ đoạn là lừa đảo, là chuyển nhầm tiền là rất nhiều, và nhiều người thậm chí mất rất nhiều tiền vì những cái vụ việc này rồi. Thì mình chưa gặp bao giờ, lần đầu mình bị thôi. Thì hôm qua thì mình, cái tài khoản chính của mình thì mình có nhận được cái số tiền là 1.175.000 của một cái số tài khoản là Phạm Huy Nhật. Đấy, thì cái tài khoản này của mình là cái tài khoản chính mình giao dịch. Cái tài khoản này của mình tiền ra tiền vào hàng ngày rất là nhiều. Mình làm server rồi thì các anh em làm online với mình trả tiền cho mình các thứ rất là nhiều. Thế nên là mình nhận được tiền thì thường thì mình chưa biết qua, thì thường một lúc sau sẽ có người báo. Thì sáng hôm nay mình dậy thì thấy có nhận được cái tin nhắn như thế này. Lại cái số này chuyển cho mình 2 lần 10.000 là em hết tiền rồi, số tài khoản cái giấy anh banh lại cho em với này. Xong lại một cái nữa là 10.000 nữa là cái gì đấy chuyển khoản này đấy. Thì mình có chuyển lại cho chính cái số tài khoản này, và mình để nội dung là gọi số điện thoại của mình là 0969410192 để nhận lại tiền chuyển nhầm. Đấy, thì hiện nay là mình chưa nhận được cái phản hồi từ cái người chuyển nhầm cho mình. Thì bây giờ mình sẽ chờ nhé, khi nào cái người này người ta gọi lại cho mình, người ta phản hồi cho mình, thì mình sẽ tiếp tục video xem là cái vụ việc này nào. Nếu đúng chuyển nhầm mà không phải lừa đảo gì thì mình sẽ sẵn sàng mình chuyển trả lại cho người ta thôi, chứ mình cũng không có lấy của người ta làm gì cả nhá. Thì vụ việc chuyển tiền nhầm hôm qua thì sau khi mình đã để chuyển cho cái số tài khoản đấy 10.000 và mình nhắn một nội dung là hãy gọi vào cái số điện thoại là 0969410192 của mình để nhận lại tiền chuyển nhầm ấy, thì đã có một bác đã liên hệ lại cho mình này, thì cũng chính là người chuyển nhầm cho mình luôn. Thì hóa ra cái bác này lại chính trước đây là đến bên mình là bypass iPhone này, thì chắc là trước đây đến quán sửa điện thoại, sau đó bác ấy chuyển tiền cho mình thì nó có lưu trong cái danh bạ nên bác ấy để chuyển nhầm cho mình. Thì sau khi mình xác minh đúng thì là mình đã chuyển lại tiền cho bác đấy thôi. Đây, mình đã chuyển lại cho người ta nhá. Đấy, chứ mình cũng không tham lam gì cái số tiền này cả. Đấy, nói chung là người thật việc thật, thì mình cứ xác minh chuẩn là mình trả lại tiền cho người đã chuyển nhầm thôi. Còn nếu đối với các bác mà có rơi vào trường hợp tình chuyển tiền nhầm đấy thì chúng ta cứ bình tĩnh xử lý nhá. Chúng ta không tiêu đến cái số tiền mà người ta chuyển tiền nhầm đấy thì chúng ta sẽ không vấn đề gì cả. Khi chúng ta xác minh ok thì chúng ta sẽ chuyển lại cho người ta. Còn đừng có vội vàng mà thấy có người gọi điện đến mà đã chuyển, không xác minh gì đã chuyển trả ngay là rất dễ rơi vào bẫy nhá. Đấy, các bác search là lừa đảo chuyển tiền nhầm ở trên Google sẽ thấy rất nhiều cái hành vi, cái thủ đoạn để lừa chuyển tiền nhầm nhá. Rồi thì bên mình là Đoàn Áp Zoom. Nếu các bác có nhu cầu mà sửa chữa phần mềm điện thoại ấy, thì có thể liên hệ bên mình nhá. Search là Đoàn Áp Zoom trên Google sẽ ra bên mình đầu tiên. Xin cảm ơn, xin chào các bác.